Thưa quý vị, không chỉ lan tỏa niềm đam mê mà còn nỗ lực chắp cánh cho những ước mơ bóng đá được bay cao, bay xa. Cứ sau mỗi mùa giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp truyền hình BRT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại phối hợp cùng câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tạo điều kiện cho các cầu thủ xuất sắc nhất giải đến trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá năng lực, qua đó chốt chọn cầu thủ để ký hợp đồng đào tạo trẻ. Năm nay có 14 em nằm trong danh sách sàng lọc kiểm tra của câu lạc bộ. Và sáng nay, 13 trong số 14 em trong danh sách trên có ước mơ bóng đá chuyên nghiệp đã chính thức bước vào quá trình kiểm tra. Có mặt tại trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng, đại bản doanh của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong sáng nay, đoàn công tác Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đại diện các địa phương, các vận động viên và phụ huynh đến từ cúp truyền hình BRT mùa 4 năm 2023 đã được ban giám đốc, các huấn luyện viên trong ban tuyển sinh câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón thân tình. Sau phần giới thiệu về mô hình đào tạo của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, phổ biến quy tắc tuyển sinh, đội ngũ huấn luyện viên trong ban tuyển sinh đã tiến hành đo chiều cao cân nặng của 13 thí sinh dự thi. Hầu hết các cầu thủ xuất sắc được phát hiện từ cúp truyền hình BRT mùa 4 đều đáp ứng tốt về mặt thể hình, cân nặng. Trong đó nổi bật là em Nguyễn Duy Minh, Côn Đảo, cao 1m76, em Nguyễn Đức Gia Minh đến từ huyện Châu Đức, cao 1m75, vượt trội so với những bạn cùng trang lứa. Chúng tôi thấy rất là vui khi thấy được là ở đây có một cái môi trường đào tạo huấn luyện bóng đá rất là chuyên nghiệp, đủ các cái điều kiện cho các cháu trưởng thành trong cái môi trường bóng đá như thế. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong số những cái cháu mà được đưa lên để tuyển chọn kỳ này thì sẽ có những cháu xuất sắc nhất sẽ được bước chân vào cái môi trường huấn luyện bóng đá đầy chuyên nghiệp như thế. Bước vào phần kiểm tra chuyên môn, các thí sinh đã thể hiện khá tốt kỹ năng tâng bóng bằng mu bàn chân, tâng bóng bằng hai chân và tâng bóng bằng đầu. Trong đó em Hoàng Đàm Bảo Nhật, U13 thị xã Phú Mỹ cùng các cầu thủ thuộc đội U13 Bà Rịa được đánh giá cao. Phần thi bật xa tại chỗ hầu hết các em đều thực hiện đạt yêu cầu. Riêng ở phần thi sút bóng vào cầu môn từ khoảng cách 18m, do nhiều em chưa có cảm giác bóng tốt nên kết quả chưa được như mong muốn. Con rất là vui và tự hào khi là một trong những cầu thủ BRT được Hoàng Anh được đi thử việc ở Hoàng Anh Gia Lai. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai. Bước đầu tiên thì cũng nhìn nhận các cháu cũng đã cố gắng, cũng có một phần các cháu nó cũng hơi bị áp lực, nó hơi run một tí, thành ra là cũng chưa có thể nói là chưa hoàn thành được cái tâm nguyện của các cháu nó nhiều. Có thể là hy vọng chiều nay hoặc ngày mai các cháu nó sẽ bình tĩnh tập trung nhiều hơn trong các cái môn thi để các cháu nó đạt được cái điểm thi thật tốt. Đến câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đều với mong muốn trẻ trúng tuyển, nhưng các cầu thủ nhí từ cúp truyền hình BRT mùa 4 đã được đoàn làm công tác tâm lý kỹ càng. Nếu không trúng tuyển thì xem đây như một chuyến đi du lịch bóng đá ý nghĩa trước khi bước vào năm học mới. Do đó các cầu thủ nhí đều có tư tưởng thoải mái khi thực hiện các bài kiểm tra của mình. Cùng với việc trải qua các bài kiểm tra chuyên môn đánh giá năng lực, các cầu thủ nhí cúp truyền hình BRT mùa 4 còn được câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tạo điều kiện để trải nghiệm việc tập luyện sinh hoạt như một học viên chính thức, nên các em đều rất phấn khởi, hào hứng. Ngày mai mùng 8 tháng 8, các cầu thủ nhí cúp truyền hình BRT mùa 4 tiếp tục được kiểm tra các bài thi đấu đối kháng. Sau đó ban tuyển sinh câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai sẽ thông báo kết quả chính thức vào buổi chiều.